Đêm nhạc là dịp để người thân, người hâm mộ tưởng nhớ, ôm lại những kỷ niệm đẹp cũng như tri ân cố ca sĩ Phi Nhung. Nữ ca sĩ đã dành cả đời để cống hiến cho âm nhạc. Người bạn thân thiết với giọng ca bông điên điển, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng sẽ trở về từ Mỹ để góp giọng trong đêm nhạc tưởng nhớ người bạn thân thiết. Là người bạn tri kỷ đồng hành cùng cố ca sĩ trên chặng đường âm nhạc trong thời gian dài, Mạnh Quỳnh đã rất đau buồn khi Phi Nhung qua đời. Trong khoảng thời gian đó, nam ca sĩ đã sáng tác các ca khúc tặng riêng cho người bạn đã mất của mình. Anh cho biết đêm nhạc sẽ là lần đầu tiên và duy nhất anh thể hiện các ca khúc này. Mạnh Quỳnh tâm sự Ban đầu tôi muốn giữ lại các ca khúc này để dành cho riêng mình và cho người bạn tri kỷ của mình. Nhưng nghĩ lại nếu cùng chia sẻ với những người yêu mến Phi Nhung thì có lẽ đầu đó Phi Nhung sẽ rất vui. Vì thế tôi quyết định sẽ thể hiện các ca khúc sáng tác này trong đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất tôi thể hiện các ca khúc này. Ngoài sự có mặt của Mạnh Quỳnh, ba cô con gái nuôi của Phi Nhung là Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Thiên Ngân, cùng hai học trò là Ngọc Phụng và Trường Sang cũng góp mặt để thể hiện các ca khúc sở trường. Cũng là một trong số các con nuôi của ca sĩ, nhưng Hồ Văn Cường vắng mặt trong đêm nhạc tưởng nhớ mẹ. Tại đêm nhạc, những ca khúc tầng một thời tạo nên tên tuổi cố ca sĩ như Chiều lên bản thượng, Giấc mờ cánh co, Thua một người dân, Phải lòng còn gái bến tre sẽ một lần nữa được vang lên bởi những giọng ca đặc biệt. Được biết, Nhớ Nhung sẽ được tổ chức tổng cộng 5 đêm với 4 đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh và một đêm tại thành phố Đà Lạt. Đêm nhạc sẽ hạn chế chỗ ngồi để tất cả các khán giả có thể nhìn rõ sân khấu, giao lưu cùng các ca sĩ và các khách mời đặc biệt.